Ra quân ở lượt trận mở màn trong mùa giải mới ngay trên sân nhà, chủ nhà Thanh Hóa nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng cao. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cho thấy tham vọng giành điểm ở trận ra quân. Tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy lên cao khi đội khách Hà Tĩnh có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 10, từ quả treo bóng vô vòng cấm phía đội Thanh Hóa, Quang Nam tận dụng sai lầm khi đứng cao của thủ môn Xuân Hoàng để thực hiện cú đánh đầu ngược, đưa bóng nằm gọn vào trong lưới mở tỷ số cho trận đấu. Nhận bàn thua sớm, đương kim vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia nhanh chóng tổ chức ép sân nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 20, từ một tình huống tổ chức tấn công, Luis Antonio làm tường đưa bóng vào vị trí thuận lợi để Amit dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm gỡ hòa một đều cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, sự cân bằng chỉ kéo dài thêm được 10 phút. Phút 30, từ pha chọc khe tinh tế của đồng đội, Quang Nam tận dụng sơ hở hàng phòng ngự của đội chủ nhà, băng xuống rồi dứt điểm một chạm hiệp hóc tái lập thế dẫn trước cho Hà Tĩnh. Bàn thắng của Hà Tĩnh đã đẩy khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 lên cao trào. Những phút tiếp theo, sân Thanh Hóa chứng kiến sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà lên khung thành của đội khách. Phút 37, từ quả treo bóng của Thanh Hóa vào vòng cấm Hà Tĩnh, Rimario lẻn xuống bật cao đánh đầu chuẩn xác, cân bằng tỷ số 2 đều. Có bàn gỡ hòa, các cầu thủ Thanh Hóa tiếp tục tổ chức dồn ép về phía đối thủ để tìm kiếm thêm cơ hội nhưng không thành công. Bước sang hiệp 2, thế trận đối công tiếp tục được hai đội bóng duy trì. So với 45 phút đầu tiên, hiệp 2 diễn ra chặt chẽ và ít cơ hội hơn. Thế trận hòa hoãn duy trì trong suốt 45 phút cuối, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2 đều, Thanh Hóa và Hà Tĩnh chia điểm sau vòng 1.